Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức cộng đồng mạng Pi với những nội dung sau. Sự trùng hợp lạnh người của Pi và The Simpson. Pi đang phủ rộng toàn cầu. Pi đang thử nghiệm thanh toán mở rộng. Đất nước nhiều Pi là giàu có. Vấn đề pháp lý đối với tiền Pi. Thưa quý vị, trên hình ảnh chúng ta thấy một sự trùng hợp đến lạnh người khi chiếc đồng hồ của Pico Team chỉ 3 giờ và đồng hồ trong bộ phim The Simpsons cũng chỉ 3 giờ. Có điều gì đó đang xảy ra trên thế giới này vậy? Nhiều người xem bộ phim này đều biết rõ bộ phim đã tiên tri chính xác rất nhiều sự kiện đã xảy ra. Ấn tượng nhất là câu chuyện của Tổng thống Donald Trump đã trúng cử và nó đúng từng chi tiết về hình ảnh trong bộ phim cùng nhiều sự kiện khác mà tôi đã làm video về bộ phim này. Và nó cũng tiên tri về số Pi, về dự án Pi Network. Hiện tại nó đang rất ứng nghiệm về dự án Pi, tiền tệ Pi. Pi Network đang phủ rộng toàn cầu. Thưa quý vị, theo thông tin chia sẻ trên cộng đồng cho thấy Pi đã len nổi vào cuộc sống trong từng lĩnh vực bởi sự thuận tiện của nó và người ta đã nhận ra giá trị to lớn của Pi. Và mạng Pi sẽ là nơi trú ẩn an toàn của giá trị tiền tệ và tài sản. Pi sẽ ngày càng được chấp nhận rộng rãi và mạng Pi là nơi gửi gắm của cải tốt nhất trên hành tinh này trong tương lai. Người nào không nhận ra điều đó thì thật là đáng tiếc. Trên hình ảnh chúng ta thấy tại Đài Loan, Chùa Triền cũng nhận công đức bằng Su Pi Pi thực sự đang xâm chiếm toàn thế giới loài người. Pi đang thử nghiệm thanh toán mở rộng. Trên hình ảnh dữ liệu được chia sẻ cho thấy đang bắt đầu thử nghiệm thanh toán giữa các trang web và mạng Pi Blockchain. Điều này có nghĩa là đang thử nghiệm thanh toán Pi giữa Web2 và Web3 và chuẩn bị hoàn thành mọi thứ để chào đón mạng mở. Thông tin khác cho thấy tin tức thú vị epimo.io sẵn sàng tiến hành chạy thử GCV 314159 đô cho toàn bộ tháng bắt đầu từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 năm 2024. Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ của 33 quốc gia trong nỗ lực này. Gửi đến tất cả các nhà cung cấp từ các quốc gia không có trong danh sách, chúng tôi mời bạn liên hệ với chúng tôi qua nhóm Telegram Telegram của chúng tôi nếu bạn muốn bán các sản phẩm giá GCV. Những quốc gia có mặt thứ nhất Philippines, thứ hai Nepal, thứ ba Pakistan, thứ tư Indonesia, thứ năm Nigeria, thứ sáu Ghana, thứ bảy Việt Nam, thứ tám Yemen, thứ chín Jordan, thứ mười Mauritania, 11 Bahrain, 12 Tunisia, 13 Algeria,

32 Libya, 33 Maroc. Đây là danh sách 33 nước tham gia tiến hành chạy thử GCV 314159 cho toàn bộ tháng, bắt đầu từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 năm 2024. Thưa quý vị, trong lễ hội pifet Pico Team đã từng nói rằng những người tiên phong từ hơn 130 quốc gia đã tham gia pifet cho tới nay, phải không Hãy tham gia cuộc vui ngay bây giờ cho đến ngày 11 tháng 12. Các thương gia cũng như những người tiên phong, đây là cơ hội để bạn giúp đất nước của mình trở thành quốc gia có nhiều pi nhất trên thế giới. Thông điệp này của Pico Team cho chúng ta điều gì? Đó chính là tiền bạc, đó là tiền pi, nó sẽ quý giá đối với bạn và quốc gia của bạn. Nếu như quốc gia của bạn có thật nhiều pi bởi pi chính là tiền tệ của thế giới, càng nhiều pi thì càng có nhiều cuộc cải cho bạn và đất nước của bạn. Chúng ta hãy xem báo điện tử chính phủ đã có bài về việc yêu cầu Đại học Stanford hỗ trợ Việt Nam xây dựng cơ sở dữ liệu lớn vào ngày 18 tháng 5 năm 2022. Báo Chính phủ.vn Sáng 17 tháng 5 tiếp tục chương trình thăm làm việc tại Hoa Kỳ. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp giáo sư tiến sĩ Ruth O'Hara chủ tịch hội đồng giáo sư đại học Stanford, phó hiệu trưởng trường y đại học Stanford và các giáo sư của đại học Stanford. Ngoài ra báo Thanh niên cũng đưa tin gần đây, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm đại học Stanford Mỹ ngày 16 tháng 11 năm 2023 trong chương trình tham dự diễn đàn kinh tế châu Á Thái Bình Dương, tuần lễ cấp cao hợp tác APEC 2023 vào ngày sáng 15 tháng 11 giờ địa phương chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Đại học Stanford tại thành phố San Francisco, Mỹ. Chúng ta phải biết rằng Đại học Stanford là cái nơi đào tạo ra những công ty công nghệ lớn của Hoa Kỳ và trên thế giới. Trong khi đó, dự án Pennywuck là một trong những dự án đang phát triển xuất phát từ những giáo sư tiến sĩ tại Đại học Stanford. Đứng đầu và là nhà sáng lập dự án Pennywuck là tiến sĩ Nicolas đồng sáng lập là tiến sĩ Chang Jefan. Họ đều là cựu sinh viên của Đại học Stanford, Hoa Kỳ. Lý do gì khiến các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đều đến thăm Đại học Stanford? Bởi Việt Nam muốn phát triển công nghệ mới thì phải học hỏi họ. Muốn không bị tụt hậu thì cần họ chuyển giao đào tạo về công nghệ mới cho thế hệ trẻ để phục vụ xây dựng và phát triển đất nước. Bởi Đại học Stanford là cái nôi của công nghệ. Đến bây giờ. Nhiều người vẫn chưa biết tầm quan trọng của cuộc cách mạng tiền tệ mang tên Pinebook thì thật là đáng buồn. Chia sẻ một góc nhìn của một pioneer về vấn đề pháp lý đối với tiền Pi. Nội dung như sau: Mình chỉ là dân, theo pháp luật thì người dân được làm những gì pháp luật không cấm. Hiện tại chưa có văn bản nào cấm đào Pi nên ta được làm. Theo quy định hiện hành thì ở Việt Nam chỉ duy nhất tiền đồng Việt Nam được dùng làm phương tiện thanh toán. Ta suy ra vàng, đô la, đồng euro, đồng bảng Anh, đô la Úc, đồng yên, pi, bitcoin đều bị cấm dùng làm phương tiện thanh toán. Tuy nhiên, việc trao đổi tiền tệ, hàng hóa là không cấm. Nếu cấm thì bạn không ra ngân hàng đổi ra đô la hay các ngoại tệ khác được. Bạn có gà không đổi gạo được có gạo không đổi rau được, nhiều hoạt động kinh tế xã hội sẽ dừng lại. Từ đây đặt ra câu hỏi sự khác nhau giữa trao đổi và thanh toán là gì? Mình đã học 5 chức năng của tiền tệ rồi, đọc thêm các tài liệu về vấn đề này rồi mà vẫn tù mù không biết phải nói thế nào cho mọi người dễ hiểu, nó trừu tượng và hại não lắm. Giờ mình lấy ví dụ cụ thể cho dễ. Bạn cùng gia đình vào quán ăn, sau khi ăn xong quán đưa cái hóa đơn 2 triệu. Bạn lấy 4 tờ 500.000 đồng ra trả cho chủ quán, gọi là thanh toán, không cần bàn cãi. Giả sử bây giờ bạn không có tiền Việt Nam mà chỉ có Picoin. Chủ quán cũng chấp nhận Picoin giá đồng thuận 1 triệu và bạn chuyển cho chủ quán 2 Picoin. Coi như xong. Câu hỏi đặt ra là hành vi chuyển 2 Picoin này được xem là trao đổi hay thanh toán chắc chắn sẽ có hai luồng quan điểm như sau. Luồng thứ nhất cho rằng đó đúng là thanh toán rồi vì ai cũng kêu Bitcoin là tiền ảo, tiền mã hóa, tiền số mà dùng tiền trả cho hàng hóa thì là thanh toán. Luồng hai cãi lại, họ gọi tiền là do cân miệng thôi chứ tôi cho đây chỉ là một tài sản số. Có luật hay văn bản luật nào quy định Bitcoin là tiền chưa? Luật chưa định nghĩ được nó là gì, chưa thừa nhận nó là tiền thì chỉ là trao đổi hàng với hàng chứ sao gọi là thanh toán. Giả sử giờ tôi không mang tiền, không có picoi luôn, chủ quán đồng thuận cái đồng hồ của tôi 2 triệu và chấp nhận cho tôi dùng nó trả cho cái hóa đơn thì có gọi là đồng hồ là tiền thanh toán hóa đơn hay không? Chắc chắn là không rồi, và ở đây tôi cũng xem picoi là một tài sản như cái đồng hồ nên việc tôi dùng bitcoin như trên là trao đổi bitcoin lấy thức ăn với chủ quán chứ không phải thanh toán nên không vi phạm quy định. Lưu ý giá thức ăn trên menu chỉ niêm yết bằng Việt Nam đồng. Các bạn có quan điểm gì khác về tình huống trên hay không, xin hãy chia sẻ. Thật ra đây cũng là vấn đề đang được ngân hàng nhà nước và các chuyên gia quan tâm nghiên cứu, cũng có nhiều tranh luận. Đa số đề xuất xem là tài sản số Tôi nghĩ vấn đề của Pi rất lớn. Việt Nam mình vừa bàn vừa thăm dò thôi, chứ không mạo hiểm đưa ra khẳng định hay quyết định gì về mặt pháp lý. Phải nhìn động thái của các ông lớn như Mỹ, Trung Quốc hay các nước châu Âu, xem họ luật hóa thế nào rồi mình mới nghiên cứu tìm ra giải pháp ban hành quy định cho phù hợp với đất nước. Vì hiện tại nó cũng chưa có ảnh hưởng gì lớn. Nước nhỏ không áp đặt được cuộc chơi này lao ra trước có khi bị gạt ra khỏi cuộc chơi toàn cầu thì dễ tụt lại phía sau lắm, thận trọng là rất đúng. Báo chí hay lèm bèm về pi là việc của báo chí, chúng ta chỉ theo luật pháp mà làm. Khi nào thông tin báo chí trích dẫn cụ thể văn bản luật pháp nào cấm, cấm hoạt động cụ thể nào thì mới có giá trị. Hiện tại có trao đổi pi thì không nên niêm yết giá hàng hóa bằng pi, không đưa vào hợp đồng phương tiện thanh toán là pi không hoạch toán, kế toán, sổ sách, chứng từ dùng đơn vị tiền tệ là Pi. Theo tôi tốt nhất, cứ đào bỏ đó vài năm rồi tính tiếp cho nhẹ đầu. Lúc đó mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. Sau này nếu có quy định cụ thể bằng văn bản pháp luật sẽ có hai tình huống xảy ra và chúng ta ứng xử với Pi như thế nào? Tình huống 1 chia làm hai tình huống nhỏ. Thứ nhất, nếu pi được công nhận là tiền và cho phép dùng làm phương tiện thanh toán song song với việt nam đồng thì pioneer thắng lớn dùng pi tự do thoải mái nhà nước cũng hưởng lợi vì thu được thuế phí pioneer việt nam rất nhiều nhà nước có thể huy động pi trong dân làm giàu quốc khố pi là phi tập trung và tổng cung được cố định từ đầu nên sẽ khó có thể là không bị kiểm soát thao túng và không bị lạm phát nên tôi ủng hộ tình huống này thứ hai nếu pi được công nhận là tiền và không được phép dùng làm phương tiện thanh toán ở việt nam thì ta dùng pi như các ngoại tệ khác mua sắm ở nước ngoài trên hệ sinh thái pi du học du lịch nước ngoài dùng thôi tình huống hai nếu pi không được xem là tiền mà chỉ là một loại tài sản số một loại tài sản vô hình như quyền sử dụng đất bằng phát minh sáng chế tác quyền âm nhạc Lúc này ta trao đổi, chuyển nhượng như đất đai hoặc mua sắm trên hệ sinh thái Pi, ra nước ngoài du học, du lịch, mua sắm. Pi có blockchain và smart contract hợp đồng thông minh, nên mọi hoạt động của Pi đều linh hoạt hơn bất kỳ loại hàng hóa tiền tệ truyền thống nào. Nên các bạn yên tâm, dù tình huống nào xảy ra thì Pi vẫn có giá trị sử dụng của nó. Cứ đúng pháp luật mà làm sẽ có đường sinh cơ, trời luôn có đức hiếu sinh mà. Còn tình huống cấm tuyệt đối mọi hoạt động liên quan tới Pi luôn thì với hiện trạng đất nước hội nhập với thế giới sâu rộng như hiện nay thì điều đó gần như không tồn tại, tôi tin là như vậy. Hy vọng vài ý kiến chia sẻ trên phần nào có thể giúp các bạn có thêm vài góc nhìn về Pi. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân, có thể nhận thức của tôi còn chưa đầy đủ, hạn hẹp, các bạn chỉ xem để tham khảo, không xem là chân lý cần tìm hiểu thêm các nguồn khác chúc các bạn có đủ kiên trì với pi chúc may mắn và thành công